Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2020. Cơ sở Đồ gỗ Hiền Lành làm video clip chia sẻ tới quý khách hàng về những điều cần biết về hoành phi câu đối. Thì điều đầu tiên cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh muốn chia sẻ đó là quý khách nên xem hàng mộc trước khi sơn để đảm bảo quyền lợi của quý khách đó là gỗ không lỗi vết không rác không dập không mối mọt cong vinh và điều thứ hai chúng tôi khuyên quý khách hàng đó là đo đúng thông số kích thước chuẩn phong thủy thường thì chúng tôi làm phong thủy đó là 1m97 chiều dài và chiều rộng là 67 của bức Hoành Phi và câu đối là chúng tôi làm dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Thì bên trong tấm ván là chúng tôi làm dày 3 phân. Khuôn tranh là khuôn 7. Bản to là to 10cm. Để quý khách trên toàn quốc biết được. Đó là điều thứ hai Và điều thứ ba thì quý khách xem kỹ các cái đường nét hoa văn họa tiết của chúng tôi hiện nay trên thị trường đã tràn lan rất nhiều các cái cơ sở làm hàng nhái của cơ sở đồ gỗ hiền lanh từ mẫu mã đến kích thước có nhiều cơ sở đã làm khuôn tranh chỉ có 4 phân thì nó sẽ không đảm bảo tôi xin nhắc lại là khuôn tranh của cơ sở đồ gỗ hiền lanh làm đó là dày 7 phân to 10 phân để cho quý khách tham khảo được biết đó là những điểm lưu ý cần biết đầu tiên và điểm tiếp theo đó là quý khách có thể đặt hàng online mà không cần về trực tiếp tại cơ sở thì quý khách hãy bỏ ra từ 5 tới 10 phút để xem hết các cái video của chúng tôi hôm nay tôi sẽ kê hai bức hoành phi một bức hoàn thiện hoàn thiện và một bức hoành phi hàng mộc để cho quý vị có thể tiện theo dõi và phiên bản này có phụ đề tiếng Việt. Đây là mẫu hoành phi lồng cuốn thư và chữ là chữ thép vàng ở Đài Loan. Bộ hoàn thiện này chúng tôi đã bàn giao cho gia đình nhà anh Trường. Anh ở Hải Hậu, Nam Định, anh đã đặt hàng online. Và bức hoành phi mộc là chúng tôi đang còn rất nhiều trong cơ sở. Chúng tôi chỉ quay giới thiệu tới quý vị mẫu sản phẩm. Còn số lượng hàng thì rất còn rất nhiều. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp về 0986 88 3349 hoặc 0985 22 66 84. Thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Và trong video clip này chúng tôi cũng muốn giới thiệu tới tất cả quý khách hàng các cái mẫu sản phẩm mà chúng tôi làm được. Chúng tôi sẽ bán với giá tại xưởng vì chúng tôi là sản xuất trực tiếp. Chúng tôi sẽ quay lại tất cả các cái công đoạn làm về hoành phi câu đối và điểm lưu ý tiếp theo đó là cơ sở đồ gỗ hiền lanh không chạy quảng cáo không tăng view không tăng lượt đăng ký mà đó là hoàn toàn tự nhiên chúng tôi không can thiệp một thủ tục sale nào đó giống như một vài cơ sở đang chạy quảng cáo với số lượng rất là lớn mà tay nghề thì không có thì sẽ đáp ứng cái lượng hàng cho quý vị rất là xấu cơ sở chúng tôi là cơ sở làm từ A tới Z và video này đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh ở làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên tỉnh Nhâm Định, cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh không can thiệp chạy quảng cáo trên YouTube cũng như là trên các cái fanpage Facebook hay là website, toàn bộ các cái lượt tương tác trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh đó là tự nhiên 100% chúng tôi không can thiệp bên ngoài quảng cáo. Và hiện nay có rất nhiều các cái cơ sở đã quảng cáo Google AdSense hay là SEO để chạy doanh số thì cái mặt hàng đa số là đánh tâm lý người mua đó là thích giá rẻ. Và sẽ nhận cái mặt hàng đó là không chất lượng thì quý khách cần lưu ý. Chúng tôi là một đơn vị không quảng cáo, toàn bộ lượt tương tác rất là tự nhiên và chúng tôi bán hàng rất là đều đặn trung bình một tháng chúng tôi bán buôn bán lẻ 100 tới 200 bộ hoành phi như này mà không cần chạy quảng cáo thì chúng tôi được nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định làng nghề gốc về các cái điều khắc các cái quần giống cũng như là các cái bộ chữ nho hoành phi câu đối các cái mẫu sản phẩm đồ thờ cúng tâm linh đồ gỗ Hien Lang cảm ơn tất cả quý khách hàng đã đặt hàng online trong thời gian vừa qua và các quý khách đang xem video quý khách nhớ đăng ký kênh đồ gỗ Hien Lang để cập nhật các video mới nhất về các sản phẩm mà cơ sở đồ gỗ Hien Lang đưa lên và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo chúng tôi sẽ chia sẻ thêm để cho quý khách biết được các công đoạn làm về hoành phi câu đối.